Cô gái xinh đẹp đang ở trước mặt chúng ta là Chai Chai đã độc thân 21 năm rồi. Bởi vì bố của cô là áp bá nổi tiếng nhất vùng tên là Bellary. Nhưng ai đến gần con gái hắn sẽ bị hắn cho người đánh ngỏm luôn. Ngay cả đi học cũng có rất nhiều bảo vệ đi theo tháp tùng. Anh chàng này chỉ bất cần va phải cô đã bị bảo vệ nắm đầu ném xuống lầu. Một ngày nọ cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng sợ như cô bỗng nhiên được tỏ tình. Chai Chai có chút sợ hãi, cô sợ bố cô biết chuyện sẽ sai người đánh ngỏm anh. Nhưng anh chàng này không hề đơn giản, anh chính là chiến thần Di trong lời đồn của mọi người. Anh được đồn là người có thể dùng tay không địch lại hàng chục ngàn người. Di tỏ tình với Chai Chai là vì anh đang tham gia một ván cược. Tất cả những chuyện này đều phải được kể từ khi Di còn nhỏ. Khi ấy một vụ nổ lớn xảy ra khiến cả thôn ngỏm hết. Chỉ còn một mình cậu bé Di may mắn thoát nạn, anh được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Chớp mắt đã 21 năm trôi qua, Di trở thành chiến thần. Đồng thời cũng là một tay cờ bạc khét tiếng, hễ cực là thắng. Trong từ điển cuộc đời anh chưa bao giờ xuất hiện từ thua. Hôm đó đột nhiên bố nuôi của Di bị bệnh nặng cần gấp 2 triệu đô để chữa bệnh. Nhưng do gia đình quá nghèo khó nên không thể nào xoay sở được số tiền lớn như thế. Không ngờ rằng anh chàng con nhà giàu James suốt ngày bị Di đánh bại đã đánh cược với Di. Với số tiền cược lên đến 2 triệu đô. Ván cược này chính là Di phải khiến Chai Chai, con gái của Bellary đem lòng yêu anh. Anh phải để cô nói với anh câu em yêu anh. Để có tiền chữa bệnh cho bố nuôi, Di chỉ đành chấp nhận ván cược mà anh phải đánh cược bằng cả tính mạng này. Anh lập tức đến tỏ tình với Chai Chai. Chai Chai muốn Di không bám lấy mình nữa liền đưa ra ba thử thách. Một là ngày mai ở siêu thị tặng thư tình cho cô trước mặt bố cô, đồng thời cầu hôn cô. Hơn nữa còn không được phép chọc giận bố cô. Di không hề nghĩ ngợi, lập tức đồng ý. Hôm sau, Bellary dẫn theo rất nhiều bảo vệ đến siêu thị. Hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Di. Không ngờ rằng anh thật sự có đủ dũng cảm để đi đến gọi biệt danh của Bellary, lập tức mười mấy nhân viên bảo vệ rút súng bao vây lấy anh. Lúc này Di không hề sợ hãi, còn bảo anh có chuyện muốn nói với Bellary, để cho nó qua đây. Nào ngờ Di vừa đi đến đã nói với Bellary rằng cháu đã phải lòng con gái của bác, hôm nay cháu đến đây để cầu hôn cô. Di đưa tay lấy kính râm xuống, khiến mặt Chai Chai ửng đỏ, sau đó anh nói với cô, anh yêu em. Bellary đang định nổi trận lôi đình thì đột nhiên bóng bay phát nổ, vài người giả dạng làm phóng viên lập tức ùa vào phỏng vấn Bellary. Nói đây là chương trình truyền hình thực tế sẽ được lên sóng vào ngày 30 tháng 2. Để cảm ơn Bellary đã tham gia chương trình, nhóm Di còn tặng cho hắn một túi tã quần. Ngày hôm sau Di lại đến gặp Chai Chai, cô lập tức nói ra thử thách thứ hai đó chính là đến nhà cô và tặng hoa hồng cho cô. Chai Chai nói với Di nhà cô có 28 tầng phòng khách vô cùng rộng, hơn nữa bảo vệ còn rất nhiều. Đã vậy, bảo vệ còn được chuẩn bị đầy đủ vũ khí từ dao cho đến súng, một con ruồi cũng không bay vào được. Nghe đến đây, Di lại càng hào hứng, anh muốn thêm một điều kiện nữa. Nếu như anh bị thương dù chỉ là vết nhỏ hay chảy một giọt máu cũng tính là anh thua. Chai Chai ở trong nhà chờ, cô đi qua đi lại thấp thỏm bất an sợ nhân viên bảo vệ của nhà mình sẽ hại Di. Đúng vào lúc này, Di cưỡi xe mô tô phi thẳng vào trong nhà. Căn biệt thự này có rất nhiều bảo vệ canh gác cho dù là một con ruồi cũng không thể nào vào trong. Nhưng lúc này một thanh niên lái mô tô đang phi thẳng vào trong, sự xuất hiện này khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Lúc này đám bảo vệ hung hãn đã đứng vây xung quanh anh. Bảo vệ lập tức rút súng ra chĩa thẳng vào người anh. Di lập tức nhảy lên đá bay tên bảo vệ mập nhất, khí thế của anh khiến tất cả bảo vệ xung quanh bị hất văng ra ngoài. Anh đá bay một người, sau đó quay lại dùng đầu gối hạ gục một người nữa. Anh sử dụng những chiêu thức bị thất truyền từ lâu, chẳng mấy chốc mọi người đã bị đánh văng ra ngoài. Di cầm lấy tay ga mô tô vặn ga cho nó quay vòng 360 độ, hạ gục tất cả đám bảo vệ. Trong lúc đánh nhau Di còn có thời gian thể hiện cho mọi người thấy độ đẹp trai của mình. Anh lấy hoa hồng ra. Chưa đến một phút, cả đám bảo vệ đã bị Di đánh bại. Anh hiên ngang đến trước mặt Chai Chai lấy bông hồng ra đưa cho cô và nói. Anh yêu em, chuyện này đối với Di mà nói thật sự quá đơn giản. Sau khi xong việc, anh lên mô tô thoải mái rời khỏi nhà Chai Chai. Hỏi nhân viên bảo vệ có chuyện gì xảy ra thế? Hóa ra Di không chỉ đánh bảo vệ của Bellary, còn kéo con gái của hắn đi. Bellary lập tức huy động toàn bộ lực lượng để đi tìm, nhất định phải tìm được Chai Chai. Lúc này Chai Chai và Di đang vui vẻ khiêu vũ cùng nhau.
Sau khi nhảy xong đang chuẩn bị thương lượng với nhau tối nay ngủ ở đâu, đột nhiên vài chiếc xe hơi xông vào. Từ trên xe bước xuống rất nhiều nhân viên bảo vệ, họ bao vây hai người lại. Di nắm chặt nắm đấm, sau đó đấm một phát khiến hắn bay ra xa. Chắc chắn trong vòng 5 ngày hắn sẽ ngỏm vì nội thương. Lúc này cả đám bảo vệ xông lên muốn hạ Di. Thấy đấu tay đôi không lại, Di đám bảo vệ lập tức lấy dao ra. Nhưng Di là ai chứ? Anh từng được phong thần vì một người hạ gục cả vạn người. Anh lập tức dùng một tay vặn ga xe máy khiến cho xe quay vòng vòng đập vào một tên, hắn ngỏ ngay tại chỗ. Anh nhặt một cây gậy đang cháy sau đó vung lên, dùng chiêu xoay dìu lửa, uy lực vô biên, đánh cho đám bảo vệ về nghỉ hưu sớm. Lúc này Bellary đưa cảnh sát đến, Di lập tức đưa Chai Chai chạy khỏi đây. Bellary tức giận nổ súng bắn về phía Di và Chai Chai. Cảnh sát trưởng vội vàng lao đến giành lấy súng, nói ông điên rồi sao, đến con gái của mình cũng bắn hả? Bellary kích động nói nó không phải là con gái của tôi, thứ tôi cần là tài sản của nó. Hóa ra vụ nổ vào nhiều năm trước là do Bellary gây ra. Hắn hại gia đình Chai Chai để lấy được khoáng sản ở dưới lòng đất của gia đình cô. Bellary còn giả vờ tốt bụng nhận nuôi Chai Chai chỉ để đợi cô thành niên mới có quyền sang tên tài sản sang cho hắn. Cứ như vậy hắn đã nuôi dưỡng Chai Chai suốt 15 năm. Lúc này James đến gặp Di nói ra toàn bộ sự thật. Hóa ra Chai Chai đã nhờ James đến cá cược với Di mục đích là vì cô muốn tìm một người đàn ông có năng lực hơn người cứu cô khỏi tay của Bellary. Đột nhiên lúc này tay xa của Bellary tìm đến phi diều, khiến James bị thương, họ chỉ đành chạy vào trong rừng. Ba người bị hàng trăm tên giang hồ truy sát. Lúc này họ chạy vào rừng tre rậm rạp, đây chính là nơi tốt nhất để hại người. Đám giang hồ nhanh chóng bao vây ba người lại nhưng chúng không biết rằng trong ba người này có một chiến thần. Không phải bọn chúng đang bao vây Di, mà là Di đang bao vây bọn chúng. Một đá hạ gục một tên sau đó nhảy lên hai chân hai tên. Khi đánh từng đòn nhanh như chớp, khiến cho đám giang hồ này phải khóc lóc xin tha. Trên không hạ gục hai tên cuối cùng rồi nhanh chóng đưa đồng đội chạy thoát thân. Nào ngờ dưới đất búng chui lên bốn tên rồi lại thêm bốn tên từ trên trời rơi xuống. Chúng nhanh chóng rút dao găm ra thủ thế chuẩn bị tấn công. Đám giang hồ này sao có thể đánh bại Di? Chưa đánh hết một vòng, bọn chúng đã bị hạ gục rồi. Đột nhiên Chai Chai bị kéo lên trời, Di thấy vậy lập tức ôm lấy cô khiến cả cây tre to bị gãy đôi. Lúc này Di đã nổi trận lôi đình. Anh nhặt cây tre lên, mượn lực nhảy lên không trung rồi đạp giữa hai cây tre đứng lơ lửng trên không. Đám giang hồ lập tức phi dao cắm vào người anh. Bỗng chốc một cơn mưa rào ập đến, tất cả những con dao để bị Di đỡ được hết. Sau đó, anh mượn dao của bọn chúng trượt từ trên cây xuống đâm ngỏm một tên. Sau hàng loạt những động tác mạnh mẽ dứt khoát, đám giang hồ đã bị hạ sạch. Đột nhiên có người đánh lén Di. Hắn đập một gậy vào đầu Di khiến anh ngất ngay tại chỗ và đưa Chai Chai lên trực thăng. Anh được James nói cho biết thân thế thực sự của mình. Bố anh là người bảo vệ thôn làng. Bellary vì muốn cướp đất nên đã hại tất cả người dân trong làng. Bố của Di để bị hắn hại. James đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Di. Di hứa sẽ băm Bellary làm trăm mảnh. Lúc này Chai Chai đang bị tra tấn, mắc cô ký tên trên giấy chuyển nhượng đất. Nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nằm trong tay của Di rồi. Bellary chỉ đành cưỡng ép người dân ký tên. Đúng vào lúc này, Di xuất hiện, ánh mắt của người dân bỗng tràn đầy hy vọng. Di đang định chạy đến cứu người thì dẫm phải mìn, lập tức bị nổ văng ra xa. Anh dập tắt ngọn lửa trên người mình, đến lúc anh thể hiện rồi. Anh nắm chặt nắm đấm, bắt đầu sát phạt. Hôm nay bác sĩ chấn thương trình hình được một ngày làm sấp mặt. Lúc này đám giang hồ xách dao xông lên, đúng vô lúc này một ông lão cầm chiếc rìu trấn thôn đến ném cho chiến thần Di. Lúc này dường như tay anh đã trở thành đai diớt. Anh chém đám giang hồ không khác gì chém dưa hấu. Kẻ nào to gan xông lên chỉ có đường đi ăn gà, chỉ có duy nhất một tên đô con có thể đấu với Di vài chiêu, thậm chí còn đạp trúng người anh. Hắn đã chọc giận Di, anh tung cú đá khiến hắn bay ra xa, sau đó vung rìu chém vào bụng rồi bồi thêm cú đá dưới cằm, hạ gục hắn. Cuối cùng anh cứu được Chai Chai đang hấp hối. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem, nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.